Tuổi Ngọ, năm 2024, tài lộc tốt tới cỡ nào? Thì hôm nay thì Quảng Tòng lại căn cứ trên cái lá số tử vi của năm 2024 là tiếp tục chia sẻ cho anh chị em về cái tuổi Ngọ năm 2024. Tại sao lại đặt ra cái câu hỏi là tuổi Ngọ là tài lộc nó tốt tới cỡ nào? Thì Quảng Tòng cũng đi thẳng vào vấn đề đó là tại vì trong cái tam hợp Dần Ngọ Tuất là tuổi Dần, là cung Dần nó có cái sao tài lộc và sao thiên mã, cho nên nó cũng là cái cung tài để nó chiếu về cung Ngọ, cho nên hy vọng là một năm đi sâu vào thì sẽ là một năm tốt đẹp cho tuổi Ngọ 2024. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ đánh giá tổng quan về tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ thì trong năm 2024, năm Giáp Thìn này thì Thìn và Ngọ nó cũng gọi là không xung không khắc, không hình không hại, cho nên trước mắt là chúng ta sẽ có một cái khí trường rất tốt, có một cái năng lượng trong năm 2024 này, có một cái năng lượng, một cái khí trường rất là tốt cho tuổi Ngọ, để cho tuổi Ngọ có thể làm được tất cả mọi việc trong cuộc sống, công việc, học hành, tình cảm, gia đình, vân vân, tức là cái sự năng lượng rất là dồi dào, rất là tốt đẹp. Đó là về đầu tiên về tuổi Ngọ. Tiếp theo về tổng quan là tuổi Ngọ của chúng ta hiện tại năm nay chúng ta nằm ở trong cái bộ là tan tuế điếu, có nghĩa là có những cái vấn đề liên quan về, nếu như nói về tang sự thì nó cũng không có chính xác, nhưng đây là nó chủ về cái sự gọi là phá tài, rồi nó làm cái sự gọi là tiêu tan về cái công việc, để nó không có được thuận lợi, gọi là cái bất mãn trong cái công việc thì nhiều hơn, tức là nó không có thành công theo cái ý muốn của mình. Đó là trong cái bộ tang tuế điếu này. Thì bên cạnh đó thì trong cái bộ này cũng là lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là chúng ta không nên sa đà vào trong tứ đổ tường, đó là ví dụ như cờ bạc, rồi nói chung là gà qué, nói chung như bài bạc vân vân. Đó là những cái không chính tài, những cái mà sa đà vào vấn đề này thì nó sẽ không tốt. Đây là lời nhắc dành riêng cho tuổi Ngọ trong năm 2024 này. Tuy nhiên may mắn là cho trong cái cung của tuổi Ngọ nó có cái ngôi sao Phượng Cát giải thần, cho nên nó cũng hóa giải đi được một phần nào đó cái những cái xấu về cái ngôi sao và tang môn và tài sát. Còn lại thì trong năm thì cái ngôi sao Tướng Quân nó cũng là một cái ngôi sao tốt để cho cái tuổi Ngọ chúng ta có thể phát triển mạnh về cái con đường mà về võ nghiệp chẳng hạn, nếu như có ai theo cái vấn đề về võ nghiệp. Đó là về tổng quan về tuổi Ngọ. Về tuy nhiên thì tuổi Ngọ thì cung đối nó lại có cái ngôi sao gọi là Phục Binh, Bạch Hổ, Tướng Tinh vân vân. Điều đó có nghĩa là nếu tuổi Ngọ đi ra ngoài làm việc thì sẽ dễ dàng gọi là phát triển được cái công việc của mình. Tuy nhiên cái ngôi sao Bạch Hổ nó còn có ý nghĩa gọi là về cái tai nạn, cái máu me, cho nên nếu anh chị em tuổi Ngọ chúng ta đi ra đường, đi làm việc, đi học tập vân vân để phát triển cái sự nghiệp của mình thì hãy lưu ý một chút về vấn đề về giao thông, chúng ta nên cẩn thận một chút thì cũng không có sai đâu. Đó là về tổng quan của tuổi Ngọ. Tiếp theo là về cái công việc. Công việc của tuổi Ngọ trong năm 2024 này thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái vấn đề gọi là do cái cung của chúng ta nó có cái ngôi sao tối phá. Tối phá có nghĩa là cái công việc của chúng ta làm cái gì nó cũng bị gọi là bị hư hỏng, bị những cái lặt vặt rồi nó cũng bị hư hỏng. Nè, tối phá nè, nguyệt sát nè, rồi bệnh phù nữa, rồi thiên hư nữa, trong cái bộ khóc hư nữa. Do đó trong năm 2024 này thì tuổi Ngọ chúng ta cũng chuẩn bị một cái tinh thần là công việc của chúng ta nó cũng lôi thôi, nó cũng trắc trở, có nhiều cái việc nhỏ thôi mà nó cũng bị trắc trở nữa. Đó là cái bản chất của cái ngôi sao tối phá. Cho nên đối với tuổi Ngọ trong năm 2024 này thì chúng ta cũng chuẩn bị một cái tinh thần, chuẩn bị một cái năng lượng để chúng ta có thể vượt qua được những cái trắc trở, những cái khó khăn trong cái công việc. Nó sẽ xảy ra những cái vấn đề về lặt vặt đó là gây khó khăn cho chúng ta, gây lôi thôi, trắc trở, nhưng mà chúng ta chuẩn bị tinh thần để đón tiếp nó một cách nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta lấy cái năng lượng của chúng ta để chúng ta vượt qua. Đó là cái vấn đề về công việc mà Quảng Tòng muốn nhắc nhở đối với lại anh chị em. Rồi về tiếp theo là về cung tài. Đây là cái vấn đề quan trọng nhất. Thì cung tài của tuổi Ngọ thì Quảng Tòng đã chia sẻ là tại vì cung tài của chúng ta nó có cái ngôi sao Lộc Tồn. Ngôi sao Lộc Tồn là ngôi sao về chính tài. Ngôi sao về chính tài mà chúng ta lại nằm trong cái bộ tan tuế điếu là cái bộ về gọi là tứ đổ tường ấy. Đừng có tham gia gọi là cái tài nó không có chính đáng mà sa đà vào ăn nhậu chơi bời nó lại hư hỏng.
Cho nên trong cái cung tài của chúng ta nó đã có ngôi sao chính tài, cho nên anh chị em chúng ta hãy làm những việc gì chính đáng thì chúng ta sẽ có cái tài lộc. Còn mà chúng ta mà tham gia vào những cái trò mạo hiểm, trò chơi gian dối kia thì chúng ta sẽ bị bại tài, chúng ta sẽ không có nhận được cái ngôi sao chính tài, ngôi sao lộc tồn ở cung dần này. Rồi bên cạnh đó thì cái cung tài lộc của chúng ta nó cũng có ngôi sao tuế dịch, rồi thiên mã vân vân. Đó là những ngôi sao mà chúng ta phải đi xa, hoặc là chúng ta phải di chuyển, phải đi xa, phải di chuyển. Thì lúc đó cái tài lộc của chúng ta nó gọi là nó càng tốt hơn, gọi là lộc mã giao trì. Nó lộc mà gặp mã nó tức là đi xa, càng đi xa, càng đi lại, càng di chuyển thì chúng ta lại càng có lộc. Đó là một điều cực kỳ tốt, cực kỳ tốt cho cái tuổi ngọ trong năm 2024 này. Rồi mặc dù là chúng ta cung tài của chúng ta nó phối hợp với lại cung quan lộc, cung công việc, là nó có cái bộ sao khốc hư, là cái ngôi sao về gọi là hư hỏng và bại tinh. Tuy nhiên ít ra thì chúng ta cũng còn có cái ngôi sao lộc tồn, ngôi sao thiên mã và tuế dịch, đó là cái chính tài để mà chúng ta còn có sự hư hao. Chứ còn nếu như không có những ngôi sao chính tài này mà nó còn hư hao nữa thì năm 2024 này thì tuổi ngọ thực sự là hơi bị mệt mỏi. Cho nên anh chị em chúng ta quan trọng nhắc lại, hãy thường xuyên di chuyển để làm việc, và hãy làm những cái gì mà nó liên quan tới chính đáng thì chúng ta sẽ thu hoạch được thành công trong cái năm 2024 này. Bên cạnh đó thì cung tài cũng chúng ta nó cũng có cái ngôi sao về quả tú, về phá toái. Quả tú tức là chúng ta phải tiết kiệm, không nên phung phí, thì chúng ta sẽ có tiết kiệm, chúng ta sẽ có cái phần dư ra. Còn phá toái thì nó làm cho chúng ta hư hỏng về tài lộc. Cho nên là khuyên anh chị em chúng ta thì khi mà chúng ta làm việc liên quan đến vấn đề tiền bạc thì chúng ta cũng nên cẩn thận để tránh cái sự mất mát. Rồi chúng ta tiết kiệm, hãy làm những cái gì đó chính đáng. Như vậy, đó là những cái điều cực kỳ quan trọng mà Quảng Tầm khuyên cho anh chị em tuổi ngọ năm 2024. Đối với tuổi ngọ 2024 này thì chúng ta cũng nên treo một cái lịch hình con dần ở trong nhà, tại vì lộc của chúng ta tại dần, năm nay là lộc tại dần, mà tuổi ngọ thì dần là lại là cung tài. Cho nên anh chị em chúng ta hãy tìm một cái cuốn lịch hình hổ á, treo trong nhà, treo ở bên trái trong nhà, thì nó sẽ giúp cho chúng ta gia tăng thêm cái tài lộc. Còn nếu mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ gắn cái đồng hồ trên cái bức tranh con hổ đó luôn. Điều đó thì rất là tốt ha. Rồi đó là những cái điều mà Quảng Tầm khuyên anh chị em để mong muốn những điều tốt nhất dành cho anh chị em tuổi ngọ ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua về vấn đề tình cảm gia đình của tuổi ngọ. Thì năm nay chúng ta có ngôi sao Thanh Long, Thái Tuế, Hoa Cái vân vân, thì đó là những cái ngôi sao tốt ha. Như vậy là trong năm 2024 này thì tuổi ngọ chúng ta sẽ có cái tình cảm gia đình rất là tốt. Nếu như mà chúng ta có một chút thị phi thì chúng ta đừng có đem cái chuyện ở bên ngoài đem vào trong gia đình nha. Còn lại là hòa khí gia đình rất là tốt. Chúc mừng tuổi ngọ. Rồi đối với lại những cái anh chị em, các bạn mà tuổi ngọ mà chúng ta chưa có cái tình cảm, chưa có hôn nhân, thì năm nay cái ngôi sao Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Hỷ thì chúng ta sẽ bay về cái cung mệnh cung, bay về cung nô hữu. Cho nên đối với tuổi ngọ chúng ta nên thông qua những cái bằng hữu của mình, bạn bè của mình, thì sẽ tìm được cái một nửa của mình nó nằm ở đâu đó đang chờ đợi chúng ta. Cho nên tuổi ngọ chúng ta nên lưu ý về vấn đề này. Chúng ta có thể thông qua những mối quan hệ của bằng hữu ha, để chúng ta tìm kiếm một nửa. Rồi tại vì năm nay chúng ta thông qua đó cũng có Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì biết đâu được thì năm 2024 này thì chúng ta sẽ kết hôn rất là nhanh ha. Rồi đó là về vấn đề tình cảm gia đình, về vấn đề về sức khỏe. Tiếp theo là về vấn đề sức khỏe, là cung tật. Cung sức khỏe của chúng ta thì đó là có những cái nổi trội lên, là có những cái ngôi sao về bệnh tật, về phá hoại, về bệnh tật ha. Tuy nhiên thì đặc biệt là trong cái cung bệnh tật của chúng ta nó lại có những cái ngôi sao về quý nhân, về phúc đức. Cho nên khuyên anh chị em chúng ta đầu năm chúng ta nên đi chùa, chiền, miếu mạo hoặc cầu nguyện với thần linh, với tổ tiên, Phật, Chúa vân vân, để cầu nguyện một năm được bình an về sức khỏe, đi ra đường thì được gọi là bình an, đi đến nơi về đến chốn, rồi cầu về cái công việc, về cái tài lộc của chúng ta. Đặc biệt là cầu về cái bình an về sức khỏe thì tài
bệnh tật của chúng ta thì chú ý về răng, lưỡi, lưng và bụng. Đó là những cái vấn đề mà những cái nơi mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái cung bệnh tật của tuổi ngọ năm 2024 này. Như vậy đó là những nét chính mà Quảng Tòng đã chia sẻ cho anh chị em. Thì sau đây thì Quảng Tòng tổng hợp lại. Về tuổi ngọ thì chúng ta lưu ý là không được sa đà vào trong cái vấn đề về tứ đổ tường ha. Rồi đi ra đường thì chúng ta có sự phát triển nhưng mà phải lưu ý về vấn đề lưu thông đi lại. Về công việc chúng ta sẽ gặp nhiều cái trắc trở khó khăn chứ không phải là hoàn toàn tốt đâu. Tài lộc thì chúng ta có ngôi sao chính tài, rồi có ngôi sao phải thiên mã, phải lật mã giao trì, chúng ta phải di chuyển. Rồi có thể Quảng Tòng gợi ý thêm là có thể là cái đồng hồ hình con cọp treo ở bên tay trái của ngôi nhà mình ha. Đó là những cái cách để chúng ta kích tài lộc cho bản thân mình. Rồi về hòa khí gia đình tốt đối với lại những bạn tuổi ngọ mà chưa có tình yêu thì thông qua bạn bè. Còn về cung tật thì chúng ta có những ngôi sao, cung bệnh tật thì chúng ta lưu ý về răng, lưỡi, bụng và lưng ha. Đó là những vị trí mà chúng ta cần lưu ý. Rồi đó là những cái vấn đề quan trọng. Nếu như mà anh chị em chúng ta có điều gì thắc mắc thì hãy comment. Còn đối với những cái tuổi ví dụ như là giáp ngọ, canh ngọ rồi vân vân thì sau này Quảng Tòng sẽ làm thêm. Anh chị em nếu comment thì Quảng Tòng sẽ làm thêm về cái sao hạn của từng tuổi nữa, chúng ta kết hợp với lại cái tử vi, cái thiên thời này để chúng ta có thể xem được một cái tổng hợp một năm của chúng ta như thế nào. Rồi, Quảng Tòng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những cái video về tuổi ngọ chọn người khai trương, hoặc là tuổi ngọ chọn ngày tốt khai trương như thế nào, vân vân. Xin chào và hẹn gặp lại.